Dạo gần đây thì mình mới tìm ra được một cái web app cực kỳ thú vị dành cho những ai yêu thích ảnh phim. Đây thực sự là một cộng đồng dành cho những ai thích chụp ảnh phim, và đó chính là Grainery. Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả channel YouTube của mình, và mình là Kiệt Nguyễn. Instagram từ xưa đến nay luôn luôn là một trong những kênh rất là tốt để chúng ta có thể chia sẻ hình ảnh cũng như là video. Nhưng một nơi thực sự chỉ dành cho những người chụp ảnh phim như chúng ta mới là điều làm cho mình hứng thú nhất, và chính Grainery đã làm được điều đó. Hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu Grainery là gì và có những điều gì hay ho ở trên đó. Còn bây giờ thì bắt đầu video ngày hôm nay thôi nào. Không biết là các bạn có giống như mình hay không? Sau khi mà dùng Insta một thời gian thì bây giờ mình cảm nhận thấy là cả cái Insta này hầu như ở đâu cũng có quảng cáo cả. Khi mà chúng ta lướt ở phần new feed chỉ tầm khoảng 2-3 bài thôi là chúng ta lại thấy quảng cáo. Và quảng cáo nó nhiều tới mức khi mà chúng ta vào story của một ai đó lướt tầm khoảng 2-3 người lại có một cái quảng cáo, cứ 2-3 người lại một cái quảng cáo. Thật sự là cái lượng quảng cáo ở trên Insta này nó quá dày đặc, và nó khiến cho cái trải nghiệm người dùng ở trên Insta nó càng ngày càng tệ đi. Có thể bạn đã biết thì Insta bây giờ đang cạnh tranh trực tiếp với cả TikTok. Theo như cảm nhận cá nhân của mình thì bây giờ Insta đang điều hướng người xem vào trong cái phần Reels khá là nhiều. Thế nên là cái tương tác ở trên những video mà ở trên Reels của mình ấy thì nó rất là view rất là cao. Thế nhưng mà ngược lại phần ảnh của mình thì view rất là thấp. Có lẽ Insta bây giờ không còn phù hợp với những người chụp ảnh phim như chúng ta nữa rồi. Vậy nên thì ngày hôm nay chúng ta hãy thử dùng Grainery để xem có những điều gì nó vượt trội hơn so với cả Insta nhé. Không quảng cáo, không video, mà hoàn toàn ở đây chỉ là những bức ảnh phim thôi. Mình nghĩ đây sẽ là một nơi để các bạn có thể tham khảo cũng như là học hỏi rất là nhiều điều. Bởi vì nếu như bạn muốn đăng một cái bức ảnh nào đó trên cái nền tảng này thì bạn phải điền đầy đủ thông tin, chẳng hạn như là chụp bằng máy gì, ống kính gì, và thậm chí là chụp bằng cuộn phim gì nữa. Đây là một trong những điều mình rất thích ở Grainery. Cái điều này sẽ giúp cho Grainery trở thành một cái cuốn từ điển, giúp chúng ta có thể tham khảo được rất là nhiều điều. Chẳng hạn như chúng ta muốn tham khảo được là cái ống kính này chụp ra thì nó sẽ có hiệu ứng như thế nào, hoặc là cái cuộn phim này chúng ta chụp ra thì màu nó sẽ như thế nào. Bản thân Grainery hiện tại đang là một cái web app, và nếu như bạn muốn sử dụng thì các bạn phải truy cập vào cái đường link là grainery.app. Hy vọng là trong thời gian tới thì họ sẽ phát triển ra một cái ứng dụng ở trên điện thoại giống như là Insta hay là YouTube. Như là mình đã nói ở trên thì cái nền tảng này chỉ cho chúng ta đăng những bức ảnh phim và không có quảng cáo, không có video, để chúng ta có thể tập trung vào việc xem ảnh. Và tất nhiên ở trên đời này thì không có một cái gì hoàn hảo cả, và Grainery thì cũng vậy. Ở trên cái nền tảng này thì nó có một cái vấn đề khá là nhức nhối, đó chính là tốc độ. Cái tốc độ truy cập cũng như cái tốc độ load được những bức ảnh thì nó đang hơi chậm một chút. Vậy nên là hy vọng cho tương lai họ sẽ có thể khắc phục được những cái điều này. Nếu như bạn hứng thú và muốn trải nghiệm cái web app này thì có thể truy cập vào đường link grainery.app để có thể xem được những bức ảnh phim từ mọi người trên thế giới này. Và cũng đừng quên follow mình ở trên Grainery, YouTube, Facebook, Insta và cả TikTok nữa. Người Việt Nam ở trên nền tảng này thì còn khá là ít. Vậy nên chúng ta hãy cùng tạo nên một cộng đồng thật là sôi nổi ở trên Grainery nhé. Nếu như video này thật sự hữu ích với các bạn và bạn học được một cái điều gì đó từ video của mình thì đừng quên ấn like và subscribe channel của mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.